Đội cảnh sát kinh tế vô trường công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với hướng công an phường Hòa Bình tiến hành kiểm tra và phát hiện tại kho hàng của một công ty phân phối bánh kẹo có nhiều mặt hàng phục vụ Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, kiểm tra kho hàng của một công ty có địa chỉ trên đường Đồng Xoài do ông Võ Văn Tê, 33 tuổi, trú tại địa phương làm giám đốc, Công an quận Liên Chiểu phát hiện có 4.594 sản phẩm là bánh trung thu, kẹo, các loại, có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua làm việc, đại diện công ty khai nhận số bánh kẹo này đều được mua trôi nổi trên thị trường thông qua các cơ sở bán hàng trên mạng Internet để về phân phối bán lại cho các tiệm tạp hóa và chợ trên địa bàn. Hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và tạm giữ số bánh kẹo nói trên để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.